Trong những năm gần đây, các bộ phim ngắn chiếu mạng của Trung Quốc bắt đầu được các mọt phim đón nhận nhiệt tình. Nhiều bộ phim ngắn còn tạo ra được hiện tượng khi phát sóng. Có thể kể đến như Niệm Niệm Vô Minh, Đối Với Tôi Anh Ấy Không Nguy Hiểm, Thiên Kim Nha Hoàn, Hư Nhan hay Ba Kiếp Yêu Hận. Những bộ phim này mặc dù khá vô tri nhưng lại rất có giá trị giải trí, cùng với đó là khoảng doanh thu khủng mà nó có thể mang lại. Theo thông báo từ Sina, mảng phim dài tập thời lượng ngắn trong dịp đầu năm 2024 vừa qua đã có cú bùng nổ dữ dội. Doanh thu của tất cả các bộ phim ngắn mang về xấp xỉ con số 800 triệu nhân dân tệ, khoảng hơn 1.200 tỷ đồng, trong khi mức độ đầu tư không cao như những dự án truyền hình thông thường khác. Nếu như trước đây phim ngắn chiếu mạng luôn bị gắn mác là sơ sài, thiếu cuốn hút về nội dung, chất lượng và cả diễn viên, thì hiện nay, thể loại này đang không ngừng thay đổi, phát triển dựa trên thị hiếu để lấn sân sang con đường chất lượng và tính thương mại cao hơn, từ đó cũng thu hút được nhiều khán giả hơn. Trong video này, hãy cùng Cbiz Film điểm qua một số tựa phim ngắn nổi bật đã phát sóng từ đầu năm đến giờ nhé. Tôi làm mẹ kế ở thập niên 80. Phim kể về câu chuyện của một nữ sinh viên đại học thời hiện đại. Vì một tai nạn ngoài ý muốn nên đã bỗng nhiên xuyên không trở về năm 1987, trở thành cô nàng tiểu thư Tư Niệm vừa qua đời của nhà họ Tư. Không ngờ, Tư Niệm thực ra lại là con ruột của nhà họ Lâm, hai đứa trẻ của hai nhà vốn bị ẵm nhầm từ nhỏ. Nhà họ Tư đuổi Tư Niệm đi để nhận lại con gái ruột, còn Tư Niệm thì bị nhà họ Lâm ép gả cho một lão già đã có một đời vợ và hai đứa con riêng ở dưới quê. Không ngờ, lão già này thực chất lại là một anh chàng đẹp trai, nhiều tiền, còn hai đứa con riêng cũng ngoan ngoãn. Hành trình thu phục người chồng mới của Tư Niệm cũng bắt đầu từ đây, cô nàng nhanh chóng hòa hợp vào vai trò làm vợ, làm mẹ và giúp nhà chồng giải quyết nhiều vấn đề đau đầu. Chỉ sau một thời gian, Tư Niệm không những cùng anh chồng Châu Việt Thâm nhanh chóng xây dựng cuộc sống hạnh phúc mà còn vả mặt tất cả những kẻ phản diện đã từng hãm hại cô. Bên cạnh phần nội dung cực cuốn, Tôi Làm Mẹ Kế ở thập niên 80 còn gây chú ý bởi nhan sắc cặp đôi chính. Vào vai nữ chính xuyên không làm mẹ kế là nữ diễn viên Đằng Trạch Văn, sinh năm 1999. Không chỉ gây ấn tượng bởi diễn xuất tốt mà Đằng Trạch Văn còn trở thành đề tài gây sốt nhờ nhan sắc xinh yêu, lại có nhiều điểm tương đồng với nữ nghệ sĩ quá cố làng giải trí Hàn Suli. Trong khi đó, nam chính của phim Tô Quân Hòa lại được yêu thích diện rộng nhờ đường nét gương mặt nam tính, được nhận xét là pha trộn từ nhiều ngôi sao như Tiêu Chiến, Hoắc Kiến Hòa. Trong phim, anh đóng vai người chồng tên Châu Việt Thâm ôn nhu luôn cưng chiều vợ. Tuy nhiên sau khi mới nổi tiếng, Tô Quân Hòa lại bị nhiều khán giả tẩy chay vì lộ quá khứ thị phi, xem thường phụ nữ. Ngàn Năm Tình Kiếp. Bộ phim Ngàn Năm Tình Kiếp thuộc thể loại cổ trang, huyền huyễn, kể về mối duyên phận kéo dài ngàn năm giữa nàng ma tôn Phong Nhược Giao của Huyền Minh Giới do Đồ Chỉ Oánh đóng và chàng tiên tôn Mặc Thần Uyên cao quý của Thanh Hư Cảnh do Vu Huyên Thần đóng. Trong cuộc chiến tiên ma, Phong Nhược Giao đã bắt được Mặc Thần Uyên và đưa hắn về làm tù binh, nhưng khi thấy được nhan sắc động lòng của Mặc Thần Uyên, nàng ma tôn đã đổi ý và ép Mặc Thần Uyên trở thành phu quân của mình, thực hiện tham vọng sáp nhập Thanh Hư Cảnh vào Huyền Minh Giới. Tuy nhiên chớ trêu thay, nàng ma tôn Phong Nhược Giao chỉ là một bé phượng hoàng còn non nớt chỉ mới vài trăm tuổi, không thể nào đấu trí đấu pháp lại vị tiên tôn đã sống hàng nghìn năm như Mặc Thần Uyên. 100 năm nhanh chóng trôi qua, cuối cùng nàng ma tôn Phong Nhược Giao cũng không thể chịu nổi nữa, khi phải ngày ngày cung phụng tù binh Mặc Thần Uyên với đủ loại sơn chân hải vị, lại còn phải chịu ức hiếp đủ bề, nàng đành phải cầu xin Mặc Thần Uyên trở về trời. Đúng lúc này, tiên tôn Mặc Thần Uyên có việc nên phải trở về Thanh Hư Cảnh, nhưng chàng cũng nhìn ra được Phong Nhược Giao sắp gặp phải thiên kiếp, nên dặn nàng hãy đến Thanh Hư Cảnh tìm hắn. Sau đó, thiên kiếp quả thật sắp giáng xuống đầu Phong Nhược Giao, nàng đã vội vàng tìm Mặc Thần Uyên và vô tình giúp y giải quyết những rắc rối tại Thanh Hư Cảnh. Những tưởng cả hai sẽ trải qua những ngày êm điềm tại tiên giới, thế nhưng những kẻ địch của Mặc Thần Uyên vẫn luôn chờ trực bày kế hãm hại chàng. Còn Phong Nhược Giao thì cũng không thể tránh khỏi thiên kiếp dù đã được Mặc Thần Uyên dùng mọi cách để che chở. Cuối cùng cả hai phải xuống trần lịch kiếp, nhưng định mệnh lại an bài cho Mặc Thần Uyên và Phong Nhược Giao ở trần gian phải trải qua một kiếp khổ tình. Họ gặp phải muôn ngàn trắc trở, vượt qua biết bao hoàn cảnh ngược thân ngược tâm, vậy mà cuối cùng cả hai lại chẳng thể bên nhau đến bạc đầu. Sau hơn ngàn năm chia cách, khi cả hai hoàn thành lịch kiếp trở về trời, thì Mặc Thần Uyên và Phong Nhược Giao mới thật sự có được niềm hạnh phúc. Tình Yêu Trong Bàn Tay. Tình Yêu Trong Bàn Tay kể về câu chuyện vừa ngược tâm lại vừa ngược thân. Thấm đẫm nước mắt của Tiết Đông Phong do Lý Nhược Thiên thủ vai và Kỳ Liên Vân do Vương Vận Hàm thủ vai, phim lấy bối cảnh thời dân quốc với cốt truyện đầy cẩu huyết. Tiết Đông Phong là một thống soái trẻ tuổi. Sau khi nghe tin cha mình đột ngột qua đời, Tiết Đông Phong đã vội vã trở về từ mặt trận. Vốn định kế thừa di sản của cha mình, nhưng không ngờ lại phát hiện ra vị hôn thê Kỳ Liên Vân đã kết hôn với cha mình để làm vợ lẽ.
Cảm giác bị phản bội và lừa dối này khiến Tuyết Đông Phong đối với Kỳ Liên Vân tràn đầy tức giận và hận ý. Anh tận lực hạ nhục Kỳ Liên Vân trước mặt những người khác, dùng những hành động vũ nhục này để che đậy nỗi đau và mất mát trong lòng. Tuy nhiên, khi Kỳ Liên Vân gặp nguy hiểm, Tuyết Đông Phong không khỏi ra tay giải cứu. Hành vi mâu thuẫn này đã bộc lộ những cảm xúc phức tạp của anh đối với Kỳ Liên Vân. Còn về Kỳ Liên Vân, cô là một người phụ nữ có vẻ ngoài yếu đuối nhưng bên trong lại cứng rắn. Cô gả vào phủ thống đốc không phải vì tự nguyện mà là để trả thù. Tiết Chí Hải, với tư cách là anh trai nuôi của Tuyết Đông Phong, đóng một vai trò quan trọng trong bộ phim. Sự gần gũi của anh và Kỳ Liên Vân khiến Tuyết Đông Phong cảm thấy ghen tị và bất an, nhưng tình cảm của Tiết Chí Hải dành cho Kỳ Liên Vân lại là sự đồng cảm và thương hại. Anh biết mục đích thực sự của Kỳ Liên Vân khi gả vào Tiết gia, nhưng anh cũng hiểu được những khó khăn và bất lực của cô. Trong mối quan hệ vướng mắc giữa Tuyết Đông Phong và Kỳ Liên Vân, Tiết Chí Hải trở thành nhân vật chủ chốt, sự tồn tại của anh khiến mối quan hệ tình cảm phức tạp này càng thêm khó hiểu. Ngoài cốt truyện chính, tình yêu trong lòng bàn tay còn thể hiện mối quan hệ và xung đột tình cảm của các nhân vật một cách phong phú, đa dạng hơn thông qua việc tạo hình các nhân vật khác và diễn biến của cốt truyện. Chẳng hạn như mối quan hệ cha con giữa Tuyết Đông Phong và cha anh, mối quan hệ chủ tớ sâu sắc giữa Kỳ Liên Vân và người giúp việc có dính líu tới vụ án của gia đình cô. Ngoài ra còn có cuộc đấu tranh chính trị giữa gia đình Tiết và các thế lực khác đều bổ sung rất nhiều vào cốt truyện. Tình yêu trong bàn tay không chỉ chú trọng đến việc thể hiện cảm xúc một cách tinh tế mà còn tạo ra bầu không khí vừa lộng lẫy vừa nặng nề thông qua việc sử dụng ống kính và bố cục của bức ảnh. Bầu không khí này bổ sung cho sự căng thẳng của cốt truyện và sự phức tạp của các nhân vật, giúp khán giả hiểu và cảm nhận sâu sắc hơn thế giới nội tâm của các nhân vật. Mộ sắc tâm tích. Bộ phim Mộ sắc tâm tích là câu chuyện cưới trước yêu sau của nhà thiết kế thời trang tài năng tên Giản Mặc Nhiễm do An Vịnh Sướng đảm nhận. Cô cũng là người thừa kế tương lai của tập đoàn thời trang Giản Thị. Nhưng để có thể nhận được sự ủng hộ của gia đình và tự tạo dựng thương hiệu vũ nghê cho riêng mình, Giản Mặc Nhiễm buộc phải kết hôn. Vậy nên cô đã cố tình tiếp cận nam người mẫu Hoắc Tấn Viêm do Đại Cao Chính đảm nhận và đề nghị anh ký hợp đồng làm vị hôn phu của mình. Bởi cô cho rằng thân phận của Hoắc Tấn Viêm chỉ là một nam người mẫu tuyến 18 rất dễ điều khiển, không chỉ vậy anh còn rất đẹp trai. Vốn dĩ mọi người cho rằng Giản Mặc Nhiễm chính là gà còn Hoắc Tấn Viêm là hạt thóc, nhưng thực tế lại không phải thế, khi Hoắc Tấn Viêm mới thật sự là lão hồ ly trong cuộc chơi này. Thân phận thật sự anh chính là tổng tài quyền lực của tập đoàn Vandy, bởi vì đã phải lòng Giản Mặc Nhiễm đã lâu. Lại biết rằng cô đang cần phải kết hôn gấp, nên đã dựng nên màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân bày sẵn kế hoạch để có thể ở bên Giản Mặc Nhiễm. Khán giả dễ dàng nhận thấy rằng Mộ sắc tâm tích vẫn là một bộ phim đề tài tình cảm đô thị với những mô típ khá cũ. Khi ban đầu nam nữ chỉ là quan hệ hợp đồng tình yêu giả tạo, nhưng khi chung đụng lâu ngày, tình cảm của cả hai giống như mưa dầm thấm lâu, từ ngại ngùng đến yêu đương một cách nồng nhiệt. Những tình tiết như nam chính ra sức chọc tức hay luôn tỏ ra khó chịu thờ ơ với nữ chính, nhưng phía sau lại hết mực hỗ trợ và bảo vệ, đều là những thứ đã quá quen thuộc với các mọt phim yêu thích phim Trung Quốc. Thế nhưng, đoàn làm phim vẫn rất thông minh khi sử dụng nhiều góc quay và cách dựng phim độc đáo, tập trung đánh mạnh vào sự tò mò đối với người xem. Đồng thời, phim cũng chứa đựng những plot twist gây bất ngờ với khán giả. Mặc dù kinh phí hạn hẹp, Mộ sắc tâm tích vẫn thực hiện khá tốt về bối cảnh. Những địa điểm thường xuyên xuất hiện trong phim như nhà ở, công ty, nhà hàng. Nhìn chung đã đáp ứng vừa đủ cho một bộ phim hiện đại về giới thương trường. Tuy kỹ thuật quay phim không quá đặc sắc, nhưng đủ khai thác trọn vẹn những khoảnh khắc trong phim, đặc biệt là các phân đoạn tương tác cực ngọt ngào của nam nữ chính. Đoàn làm phim đã nhấn mạnh vào từng cử chỉ, góc mặt và vóc dáng quyến rũ của hai diễn viên chính, cũng như những phân cảnh nóng bỏng của cả hai khiến cho khán giả phải quắn quéo không ngừng. Lòng quân không thể giấu. Phim Lòng quân không thể giấu là câu chuyện thú vị về một tên thái giám giả mạo và một nàng tiên cô nhưng cũng là đồ giả nốt. Nữ chính Vân Kiều, do Kim Tử Tuyền đóng, vốn được mệnh danh là tiên cô trong một đền thần. Khi chạm vào người khác thì chiếc vòng tay của Vân Kiều sẽ sáng lên và nàng sẽ thấy được chuyện tương lai của đối phương. Kể từ đó, nàng lấy việc đoán mệnh cho người khác để làm kế sinh nhai. Nam chính Mộ Dung Tàng, do Đặng Khải đóng, là đốc công quyền cao chức trọng ở trong cung. Hắn vốn là một thế gia công tử nhưng do gia tộc đã bị hãm hại đến tan nhà nát cửa, nên hắn đã thay đổi thân phận, giả làm thái giám trong cung nhằm từng bước thâu tóm quyền lực và tìm cách trả lại mối huyết hải thâm thù năm xưa. Trong một lần gặp nạn, đốc công Mộ Dung Tàng đã đi vào đúng ngôi điện thờ nơi Vân Kiều làm việc. Do đang bị thương nặng nên Mộ Dung Tàng đã phải cởi y phục để trị thương. Còn Vân Kiều không biết trời xui đất khiến thế nào mà lại nhìn thấy cảnh này, sợ bí mật bị bại lộ nên Mộ Dung Tàng đã bóp cổ Vân Kiều để diệt khẩu. Nào ngờ Mộ Dung Tàng lại vô tình nhìn thấy chiếc vòng tín vật và nhận ra Vân Kiều chính là cô bé lúc nhỏ hắn quen biết.
Đồng thời Vân Kiều cũng thấy được chuyện tương lai của Mộ Dung Tàng, trong đó có cảnh hắn tổ chức đám cưới với cô. Cho nên Vân Kiều biết đối phương là thái giám giả, còn Mộ Dung Tàng lấy cớ giữ bí mật nên đã bắt Vân Kiều về cung, buộc nàng đóng giả làm thái giám và nói đây là nghĩa tử của hắn. Mộ Dung Tàng vốn định nuôi dưỡng con gái của kẻ thù là Vân Kiều để biến nàng thành át chủ bài trong công cuộc trả thù. Nhưng không ngờ trong quá trình sớm tốt bên nhau, hắn đã bị thu hút bởi tính cách kỳ hoặc của nàng và nảy sinh tình cảm với nàng, song song đó cũng là sự giằng xé dữ dội giữa yêu và hận. Vẫn còn rất nhiều bộ phim ngắn khác cũng rất hấp dẫn đã được phát sóng từ đầu năm đến giờ, nhưng do thời lượng video cũng đã khá dài nên mình không thể đề cập hết trong video này. Nếu bạn đã xem được những bộ phim ngắn cực hay nào khác nữa thì hãy cùng chia sẻ với mọi người ở phần bình luận nhé! Bạn có đang xem bộ phim nào trong số những phim mà chúng mình đã đề cập trong video này hay không? Bạn có đánh giá như thế nào về phim? Cũng hãy để lại bình luận luôn nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. See you!